Chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang xem kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em chia sẻ với các cô bác, các anh chị và các bạn một chút về cây bi hoa, còn gọi là cây nhóc nhật hay cây tỳ bà. Em đang quay ở đây là cây bi hoa đang có hoa và nụ. Nhà em thì cái lô này cây nào cũng có hoa và nụ hết nha cô bác anh chị. Cây cao từ 1,5 m đến 1,6 m. Đặc biệt là cái hoa của cái cây bi hoa này nó rất là thơm. Nó rất là thơm cho nên ong nó rất là thích luôn. Nếu mà có một cái to mà nở hoa thế này thì ong nó về đầy luôn ạ. Hôm qua có một bác ấy vừa hỏi em là có phải là cái cây bi hoa này lá nó giống lá hồng xiêm khổng lồ không? Thì đúng là như vậy đó, lá của nó gần giống nha cô bác anh chị. Lá của nó gần giống lá hồng xiêm khổng lồ. Vì thế mà các cô bác anh chị khi mà mua cái cây hồng xiêm khổng lồ ấy thì mình để ý một chút, tại vì có thể là cũng có nhiều người họ gửi cái cây bi hoa này họ bán thành cây hồng xiêm khổng lồ đấy. Hồng xiêm khổng lồ thì nó đắt hơn, cây bi hoa này nó rẻ hơn, cây giống của cái cây bi hoa này thì rẻ hơn nhiều ạ. Cái cây có hoa của nhà em mà cao từ 1,5 m đến 1,6 m này. Cây này thì em mới bán ở đây là 400 ngàn một cây nha cô bác anh chị. Cây này em bán là 400 ngàn một cây. Đang có hoa và rất là nhiều nụ. Cây thì cũng khá là to và cao tầm 1,5 m đến 1,6 m rồi. Cô bác anh chị nào mà muốn trồng một cây bi hoa như thế này thì liên hệ em số điện thoại 0977516966 nha. Cái bi hoa này ngoài lấy quả ăn thì cái lá của nó cũng còn có cái tác dụng rất là tốt. Lá của cái cây bi hoa này dùng để làm dược liệu này, nó có cái tính kháng khuẩn rất là cao. Vì thế mà người ta còn lấy cái lá này để đắp vào những cái vết thương cho nó nhanh lành ạ. Đặc biệt hơn nữa là cái lá cây bi hoa còn gọi là cái tỳ bà này ấy, còn được dùng rất là phổ biến trong những cái bài thuốc đông y. Trong những cái bài thuốc đông y ạ. Đặc biệt là để chữa ho này, hoặc là viêm phế quản, và rất là nhiều bài thuốc khác nữa họ đều sử dụng cái lá bi hoa này. Cái lá này thì ở cái mặt sau của nó có cái lớp lông mịn đó. Bình thường thì người ta sẽ lấy cái lá này để người ta phơi và họ sử dụng để làm thuốc. Cái cây bi hoa này thì ngày xưa thì nó chỉ có ở những cái vùng như kiểu Nhật Bản này, hoặc là những một số vùng ven ở Trung Quốc ấy. Việt Nam mình cũng có giải rác ở một số tỉnh như là Lạng Sơn hay là Cao Bằng, nhưng mà cái số lượng thì rất là ít. Mấy năm trở lại đây thì cây đã phổ biến, tại vì được nhập khẩu về nhiều thì cây rất là phổ biến và được trồng ở cả ba miền của Việt Nam. Cái cây bi hoa này thì nó khá là khỏe và nó phù hợp với mọi thời tiết, vì thế mà miền Nam miền Bắc đều trồng được hết nha cô bác anh chị. Cái quả của nó mà lúc nó còn xanh ấy, thì ăn rất là chua nhưng mà nó lại rất là thơm. Còn khi mà nó chín thì ăn nó như quả thanh trà ấy. Cô bác anh chị nào mà ở miền Nam ăn quả thanh trà rồi thì biết vị rồi. Ăn nó gần như quả thanh trà ấy ạ. Ăn nó hơi có một chút vị chua rôn rốt và nó rất là thơm. Thế nhưng mà cái vị ngọt của nó nhiều hơn, để đến khoảng 80% là vị ngọt ạ. Quả thì có màu cực kỳ là đặc biệt, khi chín thì màu vàng óng luôn nha cô bác anh chị. Cái hình quả thì cái quả của nó thì nó cũng gần như là quả thanh trà ấy, nó cũng gần gần như thế đó ạ. Nhà em đợt này thì cây nào cũng đang có hoa, đang có nụ và có hoa. Những cây này thì cây bầu lớn, vì thế mà cô bác anh chị về trồng, mình trồng ra đất là nó đậu quả, mình có thể để được luôn. Cái cây bi hoa này thì năm nào cũng sai quả nha cô bác anh chị. Bi hoa này thì rất là ít khi mất mùa, hầu như là năm nào cũng sai quả, tại vì thường những cái cây nào mà ong mà nó hút mật nhiều ấy thì là nó cũng
thụ phấn nhờ đó, vì thế mà nó lúc nào nó cũng sai, rất là sai luôn ạ. Cái bi hoa này thì phát triển khá là tốt ở Việt Nam nha cô bác anh chị. Và em quay thêm mấy cái cây Việt quất, em còn được mấy chục cây thôi. Vừa rồi em về mấy trăm nhưng mà em bán cũng vãn rồi, còn mấy chục cây thôi. Cô bác anh chị nào mà được vừa rồi nhắn em mà em chưa gửi ấy, thì cô bác anh chị nhắn hoặc là gọi lại cho em để em gửi cho cô bác anh chị trồng nha. Việt quất thì em chỉ chuyên bán cái Việt quất ngọt thôi. Cái Việt quất này thì quả chín màu đen, quả chín màu đen và đặc biệt là rất là ngọt và thơm nữa. Thì cô bác anh chị vừa rồi ấy, mà có đặt hàng, nhiều lúc em cũng, tại vì em cũng bận ấy, cho nên nhiều khi thì cũng để sót một vài đơn, thì cô bác anh chị thông cảm. Mọi người mà chưa nhận được hàng thì cứ nhắn lại hoặc gọi lại cho em nha, để em kiểm tra. Nếu mà em mà chưa gửi thì em sẽ gửi lại cho các cô bác anh chị và các bạn ạ. Cây nhà em thì cây nào cũng đang có nụ có hoa luôn. Cây nào cũng đang có nụ có hoa luôn ạ. Cái Việt quất ngọt này em vẫn bán là 300 ngàn một cây nha cô bác anh chị. Miễn phí ship từ 2 cây ạ. Cây nhà em thì cây nào cũng có hoa, có nụ, có nhiều cây có quả nữa. Nhưng những cái cây có quả thì khi mà gửi đến nơi cho các cô bác anh chị thì có thể là nó cũng sẽ bị rụng. Còn riêng cái hoa, cái nụ thì cô bác anh chị cứ yên tâm. Cái Việt quất siêu ngọt này, nó là cái dòng Việt quất rất là khỏe. Như hôm nọ em quay cho cô bác anh chị xem đấy. Nhiều những cái cây mà tồn lại ấy, em chỉ xếp ra thôi nhưng mà cái sức lên của nó rất là nhanh. Khi mà nó bật mầm nó lên là nó lại ra hoa quả luôn. Và đây em có một cây, em có một cái cây mộc lan hoa màu trắng, chỉ có duy nhất một cây thôi nha các bạn. Thích cái mộc lan hoa màu trắng tinh như thế này thì liên hệ em nha. Có duy nhất một cây thôi ạ. Còn những màu hồng với màu màu hồng thì rất nhiều. Màu tím thì cũng không có nhiều lắm. Màu còn màu trắng với lại màu vàng thì rất là hiếm ạ. Cây nhà em thì cây nhập khẩu nguyên bầu, vì thế mà cây về rất là ổn định. Cây để một thời gian là nó đã bật lộc và bật nụ rồi, bật lộc và ra nụ rồi. Vì thế mà các cô bác mộc lan này thì yên tâm là mình trồng chơi hoa năm nay, sang năm nó vẫn nở hoa bình thường ạ. Khách nhà em ở trong Đà Lạt còn nở được quanh năm cơ. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cô bác anh chị cần cây gì thì cứ liên hệ em nha. Chúc cô bác anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.